Bên trong tòa Bạch ốc có những gì? Hầu hết thì mọi người đều nhìn biết nó như thế nào ở bên ngoài, nhưng còn bên trong thì ra sao? Trong đoạn video này thì chúng tôi muốn cho quý vị thấy từng tầng của các phòng khác nhau được sử dụng để làm gì. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Trước hết thì chúng ta cùng xác nhận rằng chúng ta đều nói đến một địa điểm. Tòa Bạch ốc tọa lạc tại Washington DC, nằm về phía đông của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là Virginia, và đây là Maryland, và đây là Washington, D.C. Còn đây là Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc là nơi ở của Tổng thống Mỹ. Khi nói đến Tòa Bạch Ốc thì quý vị có thể hình dung ra khung cảnh như thế này. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng nó còn nhiều hơn như thế nữa. Chúng ta có thể chia tòa nhà này thành ba phần khác nhau. Ở giữa là dinh thự, cánh Tây và cánh Đông. Chúng ta bắt đầu từ cánh Đông. Nơi đây có hai tầng cùng nhiều văn phòng khác nhau. Tầng 2 thường dành cho đệ nhất phu nhân và các nhân viên của bà. Đây là lối ra vào tòa bạch ốc dành cho khách. Khi có sự kiện hoặc buổi họp liên quan đến xã hội hay tổ chức, khách sẽ ra vào nơi đây. Đây là tiền sảnh chúng ta không hiểu rõ những phòng khác ở đây được sử dụng để làm gì nhưng cũng thú vị để xem cách bố trí như thế nào đây là garden room và đây là hàng cột phía đông đây là phòng xem phim của gia đình chủ yếu được sử dụng để xem phim nhưng đôi khi cũng được sử dụng để cho tổng thống diễn tập các bài phát biểu của mình khi qua khu vực tiền sảnh dành cho khách sau đó thì chúng ta vào phần chính của tòa bạch ốc, được gọi là dinh thự. Đây là cửa Bắc. Và đây là cửa Nam. Phần dinh thự có 4 tầng, cộng với tầng hầm phụ. Hãy bắt đầu từ tầng dưới cùng. Tầng hầm phụ gồm các phòng chứa đồ, phòng giặt ủi, máy móc để điều hành tòa bạch ốc, thậm chí còn có phòng tắm ở đây còn phần này được gọi là tầng lửng của tầng hầm, vì có chiều cao thấp hơn các tầng khác. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy các phòng tương tự ở đây. Đây là tầng trệt nối liền với cánh đông và cánh tây. Trước hết chúng ta hãy tìm các phòng vệ sinh, đó là một điều cần thiết. Đây là sảnh trung tâm nối liền hầu hết các phòng. Đây là phòng trưng bày các siêu tập, còn được gọi là phòng vàng phòng chén bát kiểu. Có rất nhiều đồ linh tinh được cất giữ ở hai căn phòng này. Phòng tiếp tân ngoại giao. Đây là nơi các đại sứ nước ngoài vào tòa bạch ốc. Đây là phòng bản đồ. Đôi khi các cuộc phỏng vấn trên truyền hình được thâu tại đây. Một số phòng bác sĩ để giữ sức khỏe cho Tổng thống các văn phòng của housekeeper đây là thư viện văn phòng của giám tuyển giống như nhà sử học của tòa bạch ốc sở mật vụ và nhà bếp đây là phòng cắm hoa phòng sửa chữa các đồ vật và chỗ chơi bowling đúng vậy có một chỗ chơi bowling trong tòa bạch ốc. Chỗ chơi bowling thật sự nằm ngay ở phía dưới các bậc thang của cửa bắc. Những bậc thang này dẫn đến ngay tầng đầu tiên của dinh thự tòa bạch ốc. Rất nhiều sự việc xảy ra ở đây. Đây là phòng phía đông. Rất nhiều cuộc họp và trình diễn được diễn ra ở đây. Phòng xanh lá cây, phòng xanh dương, phòng đỏ, vân, các phòng cũng được sơn theo màu của tên phòng. đây là cầu thang lớn. Đây là nơi tổng thống và đệ nhất phu nhân có thể ra vào. Phòng ăn lớn là nơi có thể phục vụ một số lượng lớn khách mời. Phòng ăn gia đình nhỏ hơn ở đây. Phòng hướng dẫn tại đây để cho khách có thể nhận phòng khi vào tòa Bạch Ốc. Tầng 2 là nơi tổng thống và gia đình sinh sống trong thời gian ở tòa Bạch Ốc. Những căn phòng này đã được sắp xếp lại và sử dụng theo những cách khác nhau trong hơn 200 năm qua. Theo truyền thống, đây được gọi là phòng ngủ của Tổng thống. Ở tầng này thì có một phòng ăn và nhà bếp khác. Tầng thứ ba là một nơi khác không nên vào. Đó thường là nơi mà Tổng thống và gia đình thư giãn. Đây là phòng tắm nắng, còn được gọi là phòng mặt trời, nơi đây có thể nhìn thấy một số cảnh đẹp của washington dc khu vực ở đây là một yêu thích khác của tầng thứ ba phần cuối cùng của tòa bạch ốc được gọi là cánh tây đây là nơi văn phòng làm việc của tổng thống và các nhân viên của ông nhìn từ góc độ này thì chúng ta thấy như có hai tầng nhưng nếu chúng ta đi vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng có một tầng khác đây là tầng trệt hãy bắt đầu từ đây đây là phòng chờ và tiền sảnh quý vị phải là người khá quan trọng để được bước qua những cánh cửa này rất nhiều phòng và văn phòng khác ở đây chú ý căn phòng lớn này dành cho sở mật vụ phòng này được gọi là phòng tình huống từ đây thì tổng thống có thể chỉ huy lực lượng vũ trang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới tầng đầu tiên của cánh tây kết nối với dinh thự khi đi qua palm room dãy cột cánh tay thực sự ở phía bên ngoài các văn phòng báo chí nơi mà các phóng viên có một số văn phòng nhỏ hẹp phòng họp báo chí đây là một trong những phòng nổi tiếng mà chúng ta thấy trên tv và trong phim vài chục năm trước thì nơi đây là một hồ bơi đây là phòng nội các rất nhiều cuộc họp diễn ra ở đây Tất nhiên là chúng ta không thể quên phòng bầu dục mà Tổng thống dành phần lớn thời gian ở đây. Các phòng khác ở đây dành cho nhân viên của Tổng thống nhiều hơn. Và đây là lối ra vào của cánh Tây. Cánh Tây cũng có hai tầng. Có nhiều văn phòng ở đây dành cho những người khác hỗ trợ và giúp đỡ Tổng thống. Tòa Bạch Ốc phản ảnh lịch sử của một quốc gia thông qua các bộ sưu tập tích lũy của các Tổng thống đang cư trú và là một biểu tượng trên toàn thế giới của một nước cộng hòa hoa kỳ